Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Mình sẽ chia sẻ với các bạn các nội dung cơ bản như sau. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là cái kỹ thuật ghi đè và nạp chồng ở trong PHP. Thì cái kỹ thuật ghi đè và nạp chồng thì đầu tiên để thể hiện cái kỹ thuật ghi đè và nạp chồng trong PHP thì mình sẽ khai báo một cái lớp, đấy là lớp data với các cái thuộc tính là username này, userpath này, usermail và userlevel, mình đều để bằng rỗng hết và nó đều ở cơ chế là public. Và mình sẽ khai báo một cái function. Function ở đây là mình khai báo một cái function đó là đăng nhập chẳng hạn. Khai báo một function đăng nhập. Và trong cái function đăng nhập này thì mình echo ra một cái câu đó là đăng nhập thành công. Đấy, mình echo ra một cái câu đăng nhập thành công để kiểm tra xem là nó đã được chưa. Mình sẽ khai báo một cái đối tượng cụ thể của lớp data. Mình khai báo một cái đối tượng là data chẳng bằng new data và mình sẽ echo data và trở đến data và trở đến cái cơ chế đăng nhập và trở đến cái phương thức đăng nhập. Bây giờ mình sẽ hiển thị thử xem. Nó đã xuất ra được cái chữ đó là đăng nhập thành công, đúng không ạ? Đấy, thì cái phần phần lớp data này của mình là nó đã chạy và hoạt động bình thường. Bây giờ mình sẽ xóa cái dòng này đi. Để xóa nó này, tạm thời mình cắt nó đi vậy. Đây. Và mình sẽ khai báo ở đây là cái lớp data, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ khai báo một cái lớp thứ hai, class là data 1 chẳng. Data 1. Cái lớp data 1 này thì nó kế thừa cái lớp data. Chính vì vậy là mình phải dùng cái cú pháp đó là extend. Extend cái lớp cha của nó là data. Đấy. Như vậy là mình đã kế thừa được các cái thuộc tính rồi các cái phương thức ở lớp data. Bây giờ mình trong cái lớp data này mình sẽ khai báo một cái phương thức là function. Function ở đây cũng là đăng nhập luôn. Function đăng nhập luôn. Trong cái function đăng nhập này, ở bên trên là mình echo dòng chữ đăng nhập thành công, đúng không ạ? Nhưng ở cái function đăng nhập này thì mình viết là đăng nhập giống cái lớp cha của nó. Nhưng mà mình lại xuất ra một cái câu khác là echo thành công chẳng. Và bây giờ mình sẽ khai báo một đối tượng để mình xuất cái echo thành công ra ở cái lớp data 1 này. Mình sẽ khai báo một cái đối tượng là data 1 bằng new data 1 và data 1 trở đến đăng nhập chẳng. Thì các bạn thử đoán xem là nó sẽ ra là đăng nhập thành công hay là thành công. Đấy, bây giờ mình sẽ kiểm tra thử. Nó sẽ ra thành công, đúng không ạ? Chứ nó không ra là đăng nhập thành công.
Thì ở đây chính là cái cú pháp để chúng ta thực hiện việc re-dir cái dữ liệu, để re-dir cái dữ liệu, re-dir cái dữ liệu, đây chính là cái cú pháp để mình thực hiện việc re-dir dữ liệu của một cái lớp, lớp con lên cái lớp cha, hay là của một cái phương thức trong lớp con lên một cái phương thức trong lớp cha. Đấy. Đấy, như vậy là chúng ta đã thực hiện việc là ghi đè cái thông tin ở một lớp, một cái function, một cái phương thức trong lớp con lên một cái phương thức trong lớp cha, bằng cái bằng bằng cái việc là mình khai báo nguyên một cái function giống cái tên function ở lớp cha, và cái hành động ở trong cái function lớp con này thì nó sẽ tự hiểu là nó sẽ ghi ghi đè lên cái function của lớp cha. Thì đấy là cái kỹ thuật ghi đè. Thì tiếp theo là cái kỹ thuật nạp chồng. Kỹ thuật nạp chồng thì nó kế thừa lại một cách, nó kế thừa lại cái dữ liệu hay là cái giá trị của một cái phương thức hay một cái thuộc tính của cái lớp, lớp cha. Đấy, thì cái kỹ thuật nạp chồng nó được thể hiện như sau. Trong cái phương thức function đăng nhập này, các bạn viết cho mình một chữ, đó là chữ parent. Parent. Đấy. Sau đó hai dấu chấm. Dấu chấm, dấu chấm hai chấm này, hai lần dấu hai chấm. Sau đó là cái tên cái phương thức mà mình muốn là kế thừa, tức là đăng nhập, thì vẫn phải có cái dấu ngoặc ở chỗ này, nếu không thì nó sẽ không hiểu đúng là đăng nhập. Đấy, để cho nó hợp lý thì mình sẽ echo ra một cái br lên nhé. Nó xuống dòng. Bây giờ chúng ta kiểm tra thử. Đấy, nghĩa là lúc nãy là chúng ta đã sử dụng cái phương thức, đó là phương thức ghi đè. Thì phương thức ghi đè thì nó chỉ lấy cái dữ liệu ở cái lớp, ở cái phương thức trong lớp con, còn phương thức trong lớp cha nó sẽ xóa đi. Nhưng mà đối với cái kỹ thuật nạp chồng này thì nó sẽ kế thừa lại cái dữ liệu hoặc cái giá trị trong cái phương thức đăng nhập của lớp lớp cha. Đấy, trong phương thức đăng nhập của lớp cha, và cái cú pháp của nó thì là parent này, hai chấm này, hai chấm này, sau đó tên phương thức. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ hiển thị xem. Đấy, nó là đăng nhập thành công và thành công, đúng không ạ? Đấy, đăng nhập thành công ở đây là mình ghi thêm ở đây là phương thức, đây là phương data để cho các bạn hiểu rõ. Data, và đây là của cái lớp data. Data, còn qua đây là lớp data 1. Data 1. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trình duyệt. Đấy. Đăng nhập thành công ở quả lớp data và đăng nhập thành công lớp data 1. Thì đây chính là cái kỹ thuật nạp chồng là nó kế thừa cả cái dòng echo của cái đăng nhập này, và nó gộp cả với lại cái dòng của lớp, lớp lớp con của nó là dòng là đăng nhập thành công data 1. Đấy, thì qua cái ví dụ này các bạn đã hiểu được là cái kỹ thuật ghi đè và cái kỹ thuật nạp chồng như thế nào. Ghi đè đây mình sẽ hiểu là nó ghi và nó hủy cái cũ nguồn, nó đè lên cái cũ nguồn, nó xóa cái cũ nguồn, cái nạp chồng là nó cộng cộng gộp lại. Đấy chính là cái tác dụng của cái hai kỹ thuật là ghi đè và nạp chồng trong lập trình hướng đối tượng. Cái này sẽ nó sẽ ứng dụng rất nhiều trong những cái bài toán, ứng dụng về sau trong lập trình hướng đối tượng. Thì các bạn là cần nắm kỹ hai cái kỹ thuật này như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.